Xin chào tất cả các anh chị và chào tất cả các bạn. Ngày hôm kia tôi có làm một cái clip thế này, là nếu mà nợ tiền mà không trả được thì có bị đi tù hay không, có bị khởi kiện hay không, có bị đăng hình đăng ảnh gọi người thân hay không, và có bị nợ xấu hay không. Và tôi cũng đã trả lời hết tất cả những câu hỏi đó, kèm với những cái nói mở rộng thêm. Nhưng cũng có nhiều anh chị nói là: anh ơi, cái clip đó thì anh nói cũng khá là rõ rồi, nhưng mà chưa cụ thể lắm. Rõ mà lại còn chưa cụ thể lắm các anh chị. Thế thì ngày hôm nay tôi mới có thêm cái clip này cho các anh chị. Thưa các anh chị thế này này, hôm nay tôi sẽ khẳng định và chốt lại cho anh chị luôn. Chốt luôn ạ, chốt luôn, chứ tôi không nói lươn lươn dài mới mệt lắm. Thứ nhất, cái việc mà các anh chị nợ tiền có đi tù hay không thì tôi sẽ chia ra. Thứ nhất này, nợ công ty tài chính, nợ ngân hàng, nợ xã hội bên ngoài. Và cái việc mà các anh chị nợ đó, các anh chị có ý định chiếm đoạt tài sản đó hay không thì nó mới đi tù. Còn ở đây tôi xin xét, bởi vì là cái kênh của tôi thì dành cho hầu hết là anh em bên chỗ mọi người nợ công ty tài chính là chủ yếu, nên là tôi chỉ xét là nợ công ty tài chính và nợ các cái app tín dụng đen. Vậy thì nợ công ty tài chính có bị đi tù hay không thì tôi khẳng định 100% là không nhá. Bởi vì là cái việc các anh chị đi vay tiền app hay vay tiền công ty tài chính, đó là một cái giao dịch dân sự, là sự thỏa thuận của các anh chị với người ta. Và trong cái hợp đồng đó nó ghi rõ rằng nếu như một trong hai bên làm sai với cái thỏa thuận, sai với cái nghĩa vụ, thì phía còn lại có quyền khởi kiện ra tòa án hoặc là nhờ đến trọng tài thương mại. Hôm bữa tôi có nói rồi, nhờ đến trọng tài thương mại hoặc là tòa án. Vậy thì cái này nó là dân sự. Còn cái việc mà để khởi tố tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản hay là lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản thì nó khó lắm các anh chị, nó khó lắm. Trừ những cái trường hợp mà dã tâm ông đi lừa hàng trăm triệu, hàng trăm tỷ bằng một cái thủ đoạn gian dối nào đó, sau ông trốn đi thì sau đấy khởi tố bị án, vụ án khởi tố bị can thì mới bắt về, mới đi tù hình sự hóa, đúng không nào? Thì cái việc này là có đi tù hay không là tôi khẳng định là không. Cái câu thứ hai là nếu mà nợ công ty tài chính và nợ các app thì có bị khởi kiện hay không, là tôi nói luôn là có. Nhưng mà có trường hợp có, lại có trường hợp không, thì tùy vào cái người mà thụ lý cái vụ đấy, họ có muốn khởi kiện hay không. Bởi vì là cái việc khởi kiện ấy nó phức tạp lắm. Cái thứ hai nữa là họ sẽ nhận định rằng là cái hồ sơ đấy là hồ sơ nó khó hay dễ nữa cơ. Nếu như họ nhìn thấy các anh chị có một cái thái độ trả nợ tốt, đúng không ạ? Giống như câu chuyện tôi hay nói cả năm nay, nghĩa là các anh chị có viết đơn, có xin, đúng không ạ? Chúng ta có thái độ trả nợ tốt thì chắc chắn luôn là những cái người đó họ sẽ làm việc với anh chị một cách là nhẹ nhàng, nghĩa là sẽ gặp các anh chị, sẽ tư vấn anh chị cái phương án trả nợ, gọi điện cho các anh chị. Còn cái câu chuyện nếu như trường hợp các anh chị mà không có thái độ trả nợ, thì câu chuyện mà bị khởi kiện là đương nhiên. Ngoài cái chuyện khởi kiện ra thì các anh chị còn bị thêm những cái vấn đề sau này. Thứ nhất, các anh chị có nguy cơ bị đăng hình đăng ảnh. Tại sao tôi lại gọi là nguy cơ? Bởi vì chúng ta chưa bắt được chúng là ai, đúng không ạ? Có rất là nhiều vụ án, có rất là nhiều vụ mà khách hàng đã khởi kiện tố cáo về vấn đề bị bôi nhọ nhọ danh dự và nhân phẩm, nhưng sau đấy là cuối cùng cũng chẳng biết là đối tượng là ai, nên là rất là khó. Vậy thì có nguy cơ bị đăng hình đăng ảnh. Nên tôi nói với anh chị cái thái độ trả nợ, giống như chiều nay cái chị có một chị gọi điện cho tôi. Chị bảo là: Hùng ơi, chị có nhờ bên em á, là mợ bạn miền bên em là viết cho chị một lá đơn rồi. Nhưng mà bây giờ thì chị lo lắng quá, chị sợ bị người ta gọi nên là chị đã tắt cái sim đi. Tôi bảo không, không nên chị ạ. Chị không nên tắt cái sim đấy, mà chị nên để cái sim đấy, chị nói chuyện rõ ràng với người ta là: ừ, tôi có viết đơn của bên anh Hùng rồi, nếu mà anh chị mà thấy là không hợp lý hoặc là hợp lý thì cho tôi cái văn bản trả lời, bởi vì tôi chỉ làm việc qua văn bản thôi, đúng không ạ? Chỉ qua cái văn bản thôi, chứ còn tôi không có làm việc bằng miệng, thì tôi không biết anh chị là ai đâu. Nhưng mà tôi nói trao đổi thế này là tôi có cái thái độ trả nợ, tôi rất là muốn các anh chị là giãn nợ cho tôi 3 tháng sau đấy tôi đi đóng tiếp, đúng không ạ? Câu chốt là tôi muốn giãn nợ 3 tháng sau đó tôi đi đóng tiếp, và văn bản tôi có, đúng không anh chị? Đấy là cái câu chuyện mà tôi nói với anh chị. Còn các anh chị, nhiều anh chị bảo có bị đến nhà hay không, có bị về nhà đòi nợ hay không, thì thưa các anh chị cái này là có bị về nhà đòi nợ. Các anh chị phải biết này, quy trình là tôi đã nói rồi, có 5 bước mà. Bước 1
là sẽ bị gọi điện nhắn tin. Bước 2 là khả năng sẽ bị đăng hình đăng ảnh gọi người thân. Bước 3 là bước về đến nhà, nghĩa là cái thằng mà thẩm định nhà, cái thằng mà đến tiếp xúc văn bản với các anh chị nó sẽ xuống nhà. Hay tôi tạm gọi là đội phiêu đi. Cái đội này được gọi là đội phiêu. Cái cụm từ chuyên môn là nó sẽ xuống nhà anh chị, đúng không ạ? Nó xuống nhà anh chị và hỏi xem anh chị vì sao chưa trả được nợ. Rồi khi nào anh chị trả được nợ và làm cái văn bản tiếp xúc, sau đấy là ký tá đi về. Sau khi xuống thu thập thông tin, các anh chị có hứa hẹn rồi anh chị không thực hiện thì nó làm bước tiếp theo. Đúng không? Bước 4. Bước 4 là gì ạ? Có một đội khác nó xuống, đội này nó sẽ mạnh hơn. Trước đây thì bây giờ thì nó dẹp bớt rồi. Đó là trước đây thì cái đội đó nó rất là mạnh, nó xuống nó làm rùm beng hết, thậm chí là nhờ cơ quan chức năng địa phương đủ thứ. Nhưng bây giờ sau khi mà tôi lên tôi truyền thông cho các anh chị như này, cuối cùng bây giờ là câu chuyện là gì ạ? Câu chuyện ở đây là người ta không có làm cái việc đó nữa, mà người ta sẽ đi qua bước 5 luôn, là đẩy nợ sang cho một cái anh đơn vị luật, một cái anh đòi nợ thuê, một cái anh nào đủ năng lực mà thực sự là bây giờ chủ yếu là luật sư. Luật sư nó làm cái việc đấy. Luật sư thì bây giờ nó về nó sẽ phân tích là cái khách hàng này trước có viết đơn này, trước có thái độ trả nợ khá tốt này, tương tác vẫn được, gọi điện vẫn bắt máy thì thôi, làm công tác tư tưởng dọa cái đã, đúng không? Phải dọa cái đã, dọa. Thế thường thường là trong cái cụm từ chuyên môn của các bác ngày xưa hay để lại, chúng ta có này: thứ nhất thuyết phục, đúng không ạ? Thuyết phục trước mắt là cái vào thuyết phục nó đã, đúng không ạ? Thuyết phục nó không được thì bắt đầu sử dụng biện pháp là gì ạ? Răn đe dọa mày không ấy thì tao sẽ thế này thế kia. Bước thứ ba là không được thì cưỡng chế, cho đơn vào luôn, đúng không ạ? Sử dụng biện pháp này, biện pháp kia, A, B, C, tổng lực tấn công, làm cho ông phải đóng tiền, đúng không anh chị? Đấy là một cái mà chúng ta nhìn thấy. Và có một cái mà mọi người hay hỏi Hùng, câu này đúng ra là các anh chị không nên hỏi, đó là: anh Hùng ơi, thế thì em có bị nợ xấu hay không? Nợ xấu hay không? Thì rõ ràng rồi, tôi nói với anh chị, cái chuyện mà các anh chị bị nợ xấu là chuyện đương nhiên. Các anh chị trễ trên 10 ngày thôi là các anh chị đã bắt đầu dính nợ, chú ý, đúng không ạ? Câu chuyện nợ xấu là sẽ xảy ra với anh chị. Và câu chuyện thứ hai là anh chị nói là: anh ơi, thế thì có gỡ được cái nợ xấu này không, và có cách gì không? Em thấy trên mạng có rất là nhiều người gỡ cái này. Thưa các anh chị, là tôi nói là có luôn ạ, vẫn có. Tại sao lại không có? Nó có nợ xấu thì sẽ có nợ đẹp. Thế thì gỡ nợ theo một quy chuẩn thế nào? Xưa giờ thì có nhiều người bảo là sửa chứng minh, sửa hộ khẩu này, rồi thay căn cước, thì cũng là một cách, nhưng mà bây giờ không hiệu quả, đúng không ạ? Có người thì bảo là thế bây giờ là phải làm thêm cái động tác là che cái chứng minh đi. Che thế nào được? Tôi nói rồi, tôi sẽ lấy một cái ví dụ cho anh chị nghe thế này. Anh chị đi vay tiền của một thằng hàng xóm, đúng không ạ? 10 triệu. Lúc đầu anh chị vay xong trả rất đều, rất đẹp. Sau là cái điểm tín dụng, cái uy tín anh chị tăng lên, nó mới cho anh chị vay 100 triệu. Thế vay 100 triệu xong anh chị đóng được tháng 2 tháng, anh chị không đóng được và anh chị sợ nó, anh chị trốn bố đấy, trốn đi. Thế thì vài năm sau anh chị mới quay lại, anh chị đi vay tiền xung quanh họ hàng, xung quanh hàng xóm, xung quanh mọi người. Thế lúc đấy mới biết ra là ông ấy để ông ấy phao tin lên hết rồi. Phao tin lên là cái thằng này nó vay tao 100 triệu nó không trả đấy, mày đừng có cho nó vay, đúng không ạ? Đừng có cho nó vay nhá, nó nợ nó là nó vay xong không trả là mất tiền đấy nhá. Thế là các anh chị đi vay, mọi người không cho vay. Giống như câu chuyện các anh chị đi hỏi các công ty tài chính, các ngân hàng khác, nó tương tự, tôi sẽ đưa vào cho anh chị dễ hình dung. Và sau đấy các anh chị mới đến gặp nó. Anh chị mới bảo: bác ơi, bây giờ cho cháu trả tiền, rồi nhờ bác đi đính chính với mọi người một tiếng là nó trả tiền cho tao rồi, nó bữa nay uy tín đấy, đúng không ạ? Đính chính một tiếng như thế. Thì các anh chị trả tiền vào cho các bác đấy, là bác ấy đi đính chính. Do vậy thì câu chuyện gỡ nợ xấu là gì? Muốn gỡ nợ xấu thì các anh chị phải trả tiền cho cái ông đấy, trả tiền cho cái công ty tài chính, và sau đấy nhờ nó đính chính và cập nhật lại cái trạng thái xe gì từ thời điểm trả. Và từ thời điểm trả anh chị không còn nợ nần gì nữa. Sau đấy đợi một thời gian, cũng phải làm cái đợi chứ. Đợi ít nhất 30 ngày, 60 ngày, 30, 60, 90 ngày. Thì cái chuyện ông bác đấy, cái chuyện công ty tài chính nó tương tự, các anh chị hiểu không ạ? Thế thì các anh chị đợi một thời gian cho nó lắng xuống. Trả cho ông bác này xong, nhờ ông bác này đi tư tưởng, nói chuyện hết xong rồi là gì ạ? Lúc đấy các anh chị đi vay, nhưng đừng vay 100 triệu sang hàng xóm, vay 10 triệu. Bảo chị ơi, cho em vay 10 triệu, đúng không ạ? Vay 10 triệu, 10 triệu thôi nhé. Thế thì chị bảo nghe đâu em còn nợ nần, người ta bảo không, em đã trả 100 triệu cho ông đấy rồi. Thực ra bây giờ thì em cũng chỉ kẹt 10 triệu thôi, chứ còn em mà lừa thì em đâu có trả tiền cho ông đấy. Chị không tin chị cứ gọi cho ông đấy đi, còn không tin thì cứ lên trên hệ thống thông báo đi. Vậy thì nó tương tự, các anh chị trả tiền cho anh công ty tài chính đấy xong thì câu chuyện gì xảy ra?
công ty tài chính đó nó sẽ cập nhật lại cái trạng thái nợ cho anh chị, và trên hệ thống nó sẽ ghi nhận là ông này đã trả tiền rồi. Nhưng các anh chị vay khoản vay lớn rất khó, chưa vay được. Anh chị chỉ vay được những khoản vay nho nhỏ bé bé thôi. Nhưng khi anh chị lọt được một cái rồi vay được 10 triệu thì 20 triệu lên, 30 triệu, 100 triệu lại tiếp tục, nghĩa là điểm tín dụng lại lên. Đấy là cách để tạo cái điểm tín dụng, chứ không phải là như mấy cái ông là che rồi này nọ, không có. Đặc biệt không có cái dịch vụ xóa nợ xấu, không xóa được. Tôi nói là không xóa được nên anh chị đừng có nhờ vả trên mạng rồi mất tiền oan, đúng không ạ? Rồi. Thì trong thời gian gần đây thì có rất là nhiều người nhắn tin bảo anh Hùng ơi, anh xem chứ em thấy anh ở trên mạng bị người ta phốt nhiều. Tôi nói với anh chị nghe đây này, số điện thoại của tôi ở đây, đúng không ạ? Kênh của tôi ở đây, các anh chị có vấn đề gì phản ánh cho tôi. Thì có nhiều anh chị phản ánh là tôi vừa chuyển tiền cho anh xong không thanh điện, thì khi mà kiểm tra tài khoản ra ấy, thì hóa ra là chuyển tiền cho tên của thằng khác, nó không phải của tôi. Tôi mới hỏi thế thì tại sao lại chuyển tiền không gọi tôi trước? Thì lại bảo là tôi thấy anh có một cái fanpage ở trên Facebook ấy. Đấy, tôi thấy ở trên đấy thì người ta bảo là cộng sự của anh Hùng nên tôi chuyển tiền vào. Bảo không, tôi đã nói rồi, toàn bộ tất cả các vấn đề liên quan, không liên quan đến tên tuổi tôi không bao giờ tôi chịu trách nhiệm. Nên anh chị đừng có phốt mệt. Có vấn đề gì anh chị cứ gọi cho tôi 0833 014 014, hoặc là 1900 4686, tôi giải quyết cái này. Phốt ai? Tôi có làm cái gì anh chị đâu, đúng không ạ? Câu chuyện rất rõ. Và thì hôm nay tôi truyền tải đến cho các anh chị những cái mà tôi nghĩ là anh chị cần. Từng cái một, rất ngắn gọn, xúc tích. Với cái việc này tôi hy vọng các anh chị sẽ có được cái cách nhìn để mà làm sao đấy, để làm sao các anh chị tự xử lý được việc. Giống như câu chuyện sau cái video này, ở một cái video tiếp theo tôi sẽ làm cái video về cái chủ đề rằng là bản chất của các app. Trước đây tôi đã từng làm bản chất của công ty tài chính, tôi lột trần nó ra, tôi lột ra xem là nó có cái gì ở trong đó. Thì bây giờ tôi sẽ lột thằng app ra từ cái việc mà chúng nó lấy tiền ở đâu, chúng nó cho vay ở Việt Nam như nào, vì sao tụi nó vẫn hoạt động rất là mạnh, mà tụi nó chạy trên cái nền tảng nào, và sau khi anh chị bị nợ thì anh chị sẽ phải gặp cái hậu quả rủi ro gì, hoặc là khi anh chị đăng ký vay rồi thì cái rủi ro sắp tới nó sẽ là cái gì. Cái gì không ạ? Tôi sẽ cho anh chị cái nhìn, một cái nhìn tổng quan, cho anh chị nhìn rõ bộ mặt của bọn nó, sau đó anh chị tự xử lý được. Bởi vì thời gian tới tôi không có rảnh mà tôi lên đây tôi nói anh chị mãi được. Sắp tới tôi sẽ kiêm nhiệm nhiều cái vị trí quan trọng các anh chị ạ. Sắp tới tôi sẽ phải kiêm nhiệm thêm một vị nhiều vị trí quan trọng ở ngoài xã hội kia. Tôi không thể tôi ngồi lên đây tôi nói mãi như thế này được. Bởi vì là các anh chị phải hiểu là ở ngoài đường các anh chị thích nói gì thì nói, nhưng khi anh chị đã bước vào một đơn vị nào đó thì anh chị phải kiểm soát lại cái lời nói. Giống như câu chuyện ngày hôm nay, tôi không hề nói một cái câu gì sai cả. Xin lỗi các anh chị, tôi có một cuộc điện thoại, tôi nghe luôn. Alo ạ. Alo. Vâng, tôi Hùng đấy. Dạ. Dạ, alo, anh Hùng. Em thật sự em có nhờ bên chị gì ra. Tại bây giờ bên ta mô ạ. Ta mô ạ? Dạ, đúng rồi. Là lúc trước em đang trễ nó 23 ngày á. Nghĩa là anh có vay tiền bên ta mô đúng không? Dạ, đúng rồi. Rồi anh không có trả cho nó, và trễ mất thời gian khá là dài, và bây giờ là anh bị bọn nó đòi nợ đúng không? Dạ, nó gọi của công ty em ạ. Cái chuyện gọi công ty thì anh phải biết lý do rồi. Bây giờ anh đi vay tiền về anh không trả thì chắc chắn nó sẽ tìm mọi cách, mọi thủ đoạn để nó đòi nợ anh. Cơ bản nếu mà anh mà cảm thấy mà anh chấp nhận được với số tiền đó mà anh đánh đổi được thì ok. Còn nếu mà anh cảm thấy là không được thì anh đi trả tiền cho người ta. Chẳng ai bắt anh đi vay cả. Tôi nói anh gọi đến cho tôi cho anh thấy được cái vấn đề đấy. Đấy. Cái thứ hai nữa là cái việc mà đi vay mấy cái web app này là cái việc không nên. Anh phải hiểu thế. Đó là câu chuyện. Cái thứ ba nữa là khi mà anh đi vay thì anh phải liệu trước những cái tình huống này xảy ra để anh có cái phương án đối phó, tránh bị ảnh hưởng đến người thân bạn bè, không đáng, đúng không ạ? Rồi, bây giờ tôi mới hỏi là cái thằng này anh nợ tổng bao nhiêu tiền? Dạ, em lúc mà mở nó 16 giờ 27 ạ. 16 triệu giờ lên 27 triệu đúng không? Dạ. Thời gian bao lâu rồi? Dạ, 23 ngày. Từ bữa giờ vẫn 23 ngày đây đúng không? Dạ. Bây giờ là anh có ý định có trả nữa không hay là không trả nữa? Dạ, em cũng làm cũng mạnh xin phép và em làm đơn cho bên công an rồi ạ. À, thế thì anh làm đơn công an thì anh phải đợi công an giải quyết chứ. Dạ, nhưng mà bây giờ gọi bên công ty em
gọi công ty. Bây giờ tôi nói với anh này về về phương án trước mắt thì anh làm theo các bước này. Thứ nhất, chúng nó dùng số nào điện về công ty thì anh ghi lại các số đấy cho tôi được chưa? Dạ. Ghi các số kèm giờ gọi, rồi sau đấy anh mang anh bổ sung lên trên chỗ công an. Cái thứ hai là anh phải theo dõi cho tôi là cái việc họ gọi ấy thì họ có chửi bới không, họ có này nọ không thì ghi âm lại cho tôi được chưa? Dạ. Ờ anh thu thập, anh phải thu thập bằng chứng chứ. Dạ. Tại người ta nói tìm là trong ngày mai phải đọc cho người ta. Bây giờ anh đi báo công an rồi, thế anh đã hỏi công an chưa? Dạ, chưa, công an chỉ nhận thôi, nhận giấy thôi. Nhận giấy thôi, họ có nói cái gì với anh không? Dạ không. Chỉ nhận thôi, không làm gì hết. Thế anh lên đấy anh làm giấy là giấy gì? Giấy tố cáo hay giấy gì? Dạ, em để là đơn tố cáo. Đơn tố cáo về tội gì? Dạ, cho vay tiền. Tố cáo cho vay tiền, sao lại tố cáo cho vay tiền? Bây giờ anh phải hiểu anh cái tố cáo là tố cáo cái gì chứ. Alo. Dạ dạ. Anh tập trung câu chuyện, không là tôi tắt máy nhá. Dạ dạ em hiểu. Bây giờ tôi hỏi là anh lên đấy là anh tố cáo cái gì? Dạ em tố cáo bên đó cho vay tiền lãi suất cao anh. Cho vay tiền lãi suất cao, thế ai bắt anh đi vay cái cho vay tiền lãi suất cao đấy? Anh có biết anh nếu mà xét ra anh là đồng phạm không? Biết cho vay tiền với lãi suất cao mà anh vẫn đi vay, nghĩa là anh là đồng phạm. Tôi nói với anh là tôi đang làm cái đề nghị đối với lại bên chỗ công an ấy, khi phát hiện ra những ai mà đi vay tiền mà lãi suất cao, bản thân biết nhưng vẫn vay thì đấy là đồng phạm, tội như nhau. Giống như cái chuyện đánh bạc ngày xưa, cái thằng mà tổ chức đánh bạc là bị bắt thôi, nhưng mà sau này cả con bạc bị bắt, đúng không ạ? Câu chuyện rất rõ, không có lửa làm sao có gói, không có cung làm sao có cầu, diệt là diệt cả hai bên thì nó mới bình yên được. Còn anh đi tố cáo thì anh cứ lên tố cáo thôi, xem công an có giải quyết hay không. Bởi vì là cái việc mà cho vay nặng lãi ấy, nó sai với quy định pháp luật. Nếu mà anh tố cáo tố giác tội phạm, đấy cũng là một cái cách tốt để mà tiêu diệt được nó. Nhưng mà là anh phải kiếm được cái bằng chứng cho nó xác thực cái việc mà tụi nó cho vay nặng lãi đấy. Đó. Và sau khi tố cáo, trước khi tố cáo thì anh phải có cái thái độ tích cực trong cái việc là khắc phục cái hậu quả này và trao đổi với công an. Thì bây giờ trước mắt thì cái việc vay thì tôi khuyên anh cái này, anh thu thập với cái bằng chứng liên quan đến cái việc đòi nợ sai quy định. Thứ nhất là bây giờ nó làm sai thì mình cứ tố cáo trước này. Thứ nhất là về việc đòi nợ sai quy định. Cái thứ hai nữa là về việc là mấy cái đối tượng này cho vay nặng lãi. Đấy, thì anh cứ tố cáo. Còn về vấn đề là chịu trách nhiệm trước cơ quan chức năng thì ông nào sai thì ông đấy chịu, ai sai ở đâu người đấy chịu ở đấy. Còn cái việc mà tố cáo thì tôi rất là hoan nghênh anh nhé. Dạ. Ừ. À, bây giờ tôi nói cho anh lại không nghe rõ hả? Dạ em hiểu, nhưng mà người ta gọi anh thu thập cái giấy, cái số điện thoại đấy, anh báo công an, nhờ công an xử lý chứ là làm sao nữa nhỉ? Dạ. Nhưng mà hiện tại bây giờ nếu mà công ty hỏi thì mình giải quyết sao thôi. Công ty hỏi thì có sao cứ nói vậy thôi. Chứ không lẽ công ty nó hỏi thì mình phải nói thật chứ. Không lẽ là kêu là không nợ nần không biết, công ty kêu ra ngoài sau kia tài khoản cái trả ra rồi đúng không? Dạ. Ừ. Rồi nếu mà bây giờ ví dụ như mà em mà trả cho nó thì bắt nó làm giấy gì anh? Hay là mình chỉ gửi? Là sao? Là giấy gì? Là nếu mà bây giờ em trả cho bên nó thì có bắt nó làm giấy tờ bên công ty nó ký như mấy clip anh dạy không? Ê, trước đây anh vay là có ký giấy tờ nào không? Dạ không. Thế thì bây giờ anh đi đòi giấy nó thì quá vô lý, vì sao lại phải đòi cái đấy? Cái việc anh nợ này mà anh có nhu cầu trả thì anh cứ liên hệ công ty nó, trả đúng tài khoản công ty là được, xác nhận rõ ràng là được. Dạ. Ừ. Alo. Dạ rồi, em nghe. Rồi nếu có hỏi gì nữa tôi tắt máy nhé. Dạ dạ rồi. Ừ. Đây là một cái trường hợp vay app anh chị. Bản chất các app này là tổ chức tín dụng đen cho vay nặng lãi, rất là nặng lãi, và có rất là nhiều đơn vị cơ quan chức năng, thậm chí kể cả Bộ Công an cũng có những cái bài báo, bài truyền thông
liên quan đến việc này và cấm tuyệt đối các anh chị không nên vay app và khuyến cáo các anh chị không nên vay app, đúng không nào? Cái việc vay app nó hệ lụy rất là dài lâu, nó liên quan đến cả dòng họ anh chị em bạn bè đồng nghiệp. Nên tôi cũng khuyến cáo một lần nữa, tôi hy vọng các anh chị chúng ta có đói có khổ cũng đừng đi dính vào cái tụi app web tín dụng đen trên mạng, bởi vì dính vào chúng ta bị mất thông tin, sau này chúng ta có cái cơ hội làm cái gì đó rất là khó ha. Còn nếu anh chị đã xác định rồi thì không phải sợ nữa. Thì hôm sau tôi sẽ có một cái chủ đề riêng về cái tụi app web và tín dụng đen này, và hy vọng các anh chị chia sẻ video. Tôi không có nhiều thời gian làm video, hy vọng các anh chị coi hết và chia sẻ. Một lần nữa cảm ơn anh chị, chúc anh chị sức khỏe.